TV Ánh Sáng tin mừng với Trang Anh, Ngọc Hân, Cẩm Tú, Vĩnh Khoa và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2017, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 29 mùa thường niên. Các lễ trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 23 tháng 10, lễ Thánh Gioan Capistrano linh mục; thứ Ba ngày 24 tháng 10, lễ Thánh Anton Maria Carrier giám mục; thứ Bảy ngày 28 tháng 10, lễ Thánh Simon; lễ Thánh Taddeo tông đồ lễ kính. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàng Vũ, tiết mục mái ấm gia đình và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, là đứng tạo dựng nên mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tôn thờ Chúa trên hết mọi sự và sống yêu thương bác ái, sẵn sàng chia sẻ những gì chúng con có cho những người nghèo đói cùng khổ đang cần đến sự trợ giúp của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ân lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, được tràn đầy ân lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế." Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cesare." Bấy giờ người bảo họ rằng: "Vậy cái gì của Cesare thì trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." Ông bà và anh chị em thân mến, vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục của Tổng giáo phận Galveston, Houston, và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với Đức Tổng giám mục William Laurie của Tổng giáo phận Baltimore, Chủ tịch của Ủy ban đặc biệt về tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ca ngợi quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc cho phép tất cả những cơ quan, tất cả những công ty có quyền từ chối không theo quy định của chính quyền Obama trước đây trong vấn đề bảo hiểm y tế, tức là không bị buộc phải cung cấp những bảo hiểm miễn phí về ngừa thai, triệt sản và trục thai cho tất cả nhân viên của mình, kể cả nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận. Đây là một trong những điều mà những năm qua, kể từ khi chính quyền Obama bắt đầu chương trình bảo hiểm y tế, chúng ta quen qua là Obamacare, đã làm nảy sinh biết bao nhiêu những vụ kiện từ các trường học, từ các cơ quan
phi lợi nhuận, trong đó có những tổ chức bác ái Công giáo đã kiện lên tối cao Pháp viện về việc bảo hiểm Obamacare quy định là phải cung cấp bảo hiểm miễn phí triệt sản và trục thai. Đó là những cái quy định đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh cũng như những vấn đề tự do tôn giáo. Dĩ nhiên, trong việc bảo hiểm này cũng có những cái lợi ích cho những người nghèo, nhưng mà cái nào ra cái đó. Có những điều sai thì giáo hội phải nói là sai, những điều đúng phải nói là đúng. Và vì thế cho chúng ta thấy rằng trong việc sống đời người Kitô hữu luôn luôn có những trường hợp xung đột giữa một bên là thế lực chính quyền và những ai muốn sống theo đức tin Kitô giáo một cách chân thật. Và điều này không phải chỉ xảy ra ở trong đất nước Hoa Kỳ hay là ở thế kỷ thứ 21, nhưng ở trong tất cả mọi thời đại. Và ngay cả thời Chúa Giêsu, chính Ngài cũng bị thách đố trước sự lựa chọn, như trong bài Phúc Âm của Chủ Nhật 29 thường niên hôm nay ghi lại, khi Ngài bị tra vấn bởi những kẻ chống đối Ngài, muốn rằng Ngài phải trả lời có nộp thuế cho Hoàng đế Caesar của Roma hay không. Câu trả lời của Chúa Giêsu, của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, đã làm những kẻ mưu toan gài bẫy Ngài phải câm miệng. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu không phải chỉ là một câu trả lời thông minh nhằm tránh bị kết án nổi loạn bởi chính quyền đế quốc Roma nếu Ngài nói không nên nộp thuế, hoặc là câu trả lời thông minh bởi vì qua câu trả lời này thì Ngài sẽ không bị những người Do Thái khinh dễ. Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng không phải là sự nhìn nhận thẩm quyền của nhà cầm quyền dân sự ngang bằng với thẩm quyền của Thiên Chúa. Bởi vì trong cái nhìn của Chúa Giêsu và những người tin theo Ngài, Hoàng đế Caesar chỉ là một tạo vật cho Thiên Chúa dựng nên, và tất cả mọi quyền bính trần gian không thể nào phủ nhận quyền bính của Thiên Chúa. Và vì thế, sự cam kết lớn nhất của chúng ta trước hết là đối với Thiên Chúa. Và trong cái ý thức đó mà chúng ta nhớ Thánh Tử Đạo Thomas More vào thế kỷ thứ 15-16 của nước Anh đã từ chức trưởng ấn, tức là chức thủ tướng dưới triều vua Henry thứ 8, khi ông vua này chống đối Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 và tách riêng giáo hội Công giáo ở Anh để đặt dưới sự lãnh đạo của ông. Vua Henry thứ 8 đã có thái độ chống đối này bởi lẽ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 đã không chịu cho tiêu hôn đám cưới của ông với Hoàng hậu Catarina để ông có thể cưới người khác. Trước khi bị chém đầu vì không nhìn nhận nhà vua là thủ lãnh giáo hội Công giáo ở Anh quốc, Thomas More, một người giáo dân can đảm, đã dõng dạc tuyên bố với đám đông dân chúng đứng xem cuộc tử hình của Ngài như thế này: tôi sẽ chết như là một người tôi tớ tốt của nhà vua, nhưng trước hết là tôi tớ của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Công giáo số 2242 cũng đã nói: người công dân có nghĩa vụ theo lương tâm không tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi các luật lệ này nghịch với những đòi hỏi của trật tự luân lý, nghịch với những quyền căn bản của con người hoặc với những lời dạy của Phúc Âm. Sự từ chối vâng phục các thẩm quyền dân sự khi họ đòi hỏi những điều nghịch với lương tâm ngay chính được biện minh bởi sự phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng chính trị. Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy ngay cả có những nhà chính trị, người Công giáo, khi muốn sống trong cái bầu khí chính trị, khi muốn được người ta bầu lên thì thường cũng phải che giấu đi cái bản chất người Công giáo, hoặc là tránh né, hoặc là ùa theo cái đám đông và lên án, phủ nhận những điều giáo hội dạy, những điều Chúa dạy. Chúng ta biết cuối cùng ra như lời Chúa Giêsu nói: lời lãi được cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì. Dĩ nhiên,
người Công giáo, người Kitô hữu phải chấp nhận quyền bính dân sự hợp pháp. Và thật ra các Kitô hữu phải là những người công dân gương mẫu hơn nữa. Người Kitô hữu phải có bổn phận làm người công dân tốt, có trách nhiệm và hoạt động cho công ích. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn đến nhà nước như là người hướng dẫn về mặt luân lý tối thượng, bởi vì một số luật lệ có thể hợp pháp đấy, nhưng vẫn có thể nghịch với trật tự luân lý, chẳng hạn như luật cho phép phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử, nghiên cứu tế bào gốc trên thai nhi, bán vũ khí cho các chế độ độc tài. Và như ở Việt Nam chúng ta, chế độ độc tài cộng sản luôn luôn nói rằng họ có quyền quyết định cái nào là đúng, cái nào là sai, và họ tùy ý lúc nào có thể cho là tự do tôn giáo hay là tự do thế này thế nọ. Và điều đó dĩ nhiên đi ngược lại với điều Chúa Giêsu dạy ngày hôm nay. Thật ra sống giữa thế gian luôn luôn có những sự xung đột giữa bổn phận đối với chính quyền, bổn phận đối với Thiên Chúa. Nhưng người Kitô hữu phải biết rằng luật Chúa chứ không phải luật lệ nhà nước mới có lời cuối cùng. Như trong cung vụ tông đồ, Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố với những người bắt hại mình phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta. Cuối cùng ra, cuộc đời này, thế giới này rồi cũng kết thúc. Số phận của chúng ta không được định đoạt bởi những thế lực cầm quyền, nhưng là trước mặt Thiên Chúa. Và thật sự, nếu chúng ta là những người Kitô hữu đích thực, chúng ta dám sống với giá trị của tin mừng, sống với giá trị của yêu thương, sống với giá trị của công chính hay không? Và đó là điều mà lời Chúa trong Chủ nhật 29 này đặt ra cho mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi trong tháng 10 này mà chúng ta kính nhớ cách đặc biệt, ban cho chúng ta được sự can đảm để chấp nhận thánh ý Chúa trên hết trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Hãy cho
thông báo tuần tìm hiểu ơn gọi. Theo lời Thầy Chí Thánh Giê-xu, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Matthew đoạn 4 câu 19. Ban ơn gọi thuộc phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các bạn nam thanh niên từ 17 tuổi trở lên ghi danh và tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế Come and See Week trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 tại Tu viện Thánh Clemente 3417 West Little York Road, Houston, Texas 77091. Các bạn sẽ được cảm nghiệm đời sống và diệu cảm của dòng Chúa Cứu Thế khi được sống chung và tham gia các sinh hoạt của quý cha và quý thầy trong nhà dòng. Hãy cho Chúa và cho chính bạn một cơ hội để dõi theo bước chân của Chúa Cứu Thế trong ơn gọi tận hiến, theo gương cha thánh An Phong, các thánh trong dòng và các sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế khắp nơi. Nhà dòng sẽ đại thọ mọi chi phí đưa đón, ăn ở và các sinh hoạt trong tuần tìm hiểu ơn gọi. Mọi chi tiết xin các bạn vui lòng liên lạc với cha đặc trách ơn gọi của nhà dòng. Linh mục Giuse Lê Minh Duy, dòng Chúa Cứu Thế, điện thoại số 214-448-9307. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời. Tòa Thánh mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Tin Vatican. Vào ngày thứ Năm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican nói rằng Đức Thánh Cha Francisco là một người rất ngưỡng mộ sự khôn ngoan của người Nhật và trong trái tim của Ngài đã có một chỗ đặc biệt dành cho Giáo hội Công giáo Nhật Bản và toàn bộ Á Châu. Đây là lời trích trong một diễn từ mà Đức Tổng Giám mục đã đọc trước các thành viên của hội nghị nhằm đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Nhật Bản. Được biết, cửa tọa bao gồm các thành viên của phái Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tòa Thánh và nhiều chức sắc khác của Tòa Thánh Vatican. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn chống lại án tử hình, tin Nam Hàn. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn đã đề nghị một dự luật nhằm bãi bỏ án tử hình trong nước. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm không có một án tử hình nào tại Nam Hàn và kỷ niệm Ngày Thế giới chống án tử hình, một buổi lễ trang nghiêm được tổ chức với sự bảo trợ của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giáo mục trong nước, cũng như dân biểu Fedidas Lee Sanmin của đảng cầm quyền tại Nam Hàn. Trong buổi lễ, Đức Giáo mục Lazaro Yuheun Sin nói, ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến lớn và được xem là một bàn đạp để Nam Hàn chính thức khai tử án tử hình tại Nam Hàn. Dòng Vincent Paulo kỷ niệm 400 năm phục vụ người khó nghèo. Tin Vatican. Dòng Vincent Paulo kỷ niệm 400 năm phục vụ người khó nghèo và bệnh tật theo linh đạo của Thánh Sáng lập Vincent Paulo, một diễn đàn quốc tế được tổ chức tại Roma và kéo dài trong vòng 4 ngày với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Năm 1617 là một năm quyết định đối với ơn gọi của Thánh Vincent Paulo khi Ngài nhận thấy người khó nghèo bị bỏ rơi, nhất là về phương diện tinh thần. Việc nhận ra này đã khiến Ngài trở thành một vị đại thánh của công việc bác ái từ thiện trong giáo hội và các thành viên của dòng thánh vẫn luôn luôn dấn thân để phục vụ cho những người khó nghèo và bất hạnh trong thế giới này. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo hội Đông Phương tiếp tục can đảm làm chứng tá cho tin mừng. Tin Vatican. Hôm thứ Năm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả tại Roma. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm, Ngày Giáo triều Roma đặt nền móng cho Học viện Giáo hoàng cho Giáo hội Công giáo Đông Phương,
cũng như thành lập thánh bộ, các giáo hội công giáo Đông Phương. Trong thánh lễ kỷ niệm này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các thành viên của các giáo hội Đông Phương hãy tiếp tục can đảm làm chứng tá cho tin mừng, mặc dù phải gánh chịu những đau khổ vì bạo quyền, bạo lực và sự bắt hại nặng nề trong suốt nhiều năm qua. Các giáo dân tại Angola tổ chức hành hương thường niên tin Angola. Các giáo dân công giáo tại Angola đã tham dự một cuộc hành hương đến đền Đức Mẹ tại Pungo Andogo với khẩu hiệu Đức Mẹ Mân Côi gìn giữ Angola trong hòa bình và tiến bộ. Được biết Pungo Andogo là một thị trấn nhỏ cách thủ đô Luanda của Angola gần 400 cây số về hướng đông. Cuộc hành hương được hướng dẫn bởi Đức Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Malanje, Đức Cha Dom Benedicto Roberto, cùng với hơn 7.000 giáo dân, với nến cháy sáng và ảnh tượng của Đức Mẹ. Chuyến hành hương kéo dài 2 ngày, bao gồm đêm canh thức cầu nguyện, thánh lễ, chầu thánh thể và các khóa học về giáo nhạc. Các đảng phái chính trị thuộc cánh hữu đã cảnh báo chính phủ Pakistan về sự gia tăng các thành phần quá khích. Tin Pakistan, các đoàn thể độc lập bảo vệ nhân quyền tại Pakistan đã lên tiếng cảnh báo trước tình trạng phát triển mạnh của các thành phần quá khích, cũng như tình trạng nhân quyền rất tồi tệ trong nước. Họ nói, việc chính quyền không để ý hay thờ ơ, lãnh đạm đối với vấn đề tự do nhân quyền đã khiến cho người dân trong nước rất bất mãn. Mới nhất là việc lạm dụng luật phạm thượng đã khiến cho các thành viên thuộc các tôn giáo thiểu số lúc nào cũng lo sợ cảnh bị đàn áp. Các đức giám mục Philippines hoan nghênh việc thành lập một ngân hàng cho người lao động di dân. Tin Philippines, Ủy ban di dân và tạm trú của Hội đồng Giám mục Philippines đã rất hoan nghênh lệnh của chính phủ về việc thành lập một ngân hàng cho những người công dân Philippines đang lao động ở nước ngoài. Đức Giám mục Roberto Santos de Balanga, chủ tịch của ủy ban trên đã cho biết đây là một tin tốt lành đối với những người lao động di dân của Philippines tại các quốc gia khác, và nó cũng rất có giá trị trong việc trợ giúp những người lao động này trên phương diện tài chính. Các đức giám mục khác cũng rất hoan nghênh Tổng thống Duterte về hành động trên của ông cho những người nghèo. Đức Thánh Cha nói, nụ cười của Đức Mẹ Aparecida đã cho chúng ta niềm hy vọng. Tin Vatican, hôm thứ Năm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp bằng hình ảnh đến Giáo hội Công giáo Brazil nhân dịp kỷ niệm 300 năm khám phá ra tượng Đức Mẹ Aparecida. Đức Thánh Cha cho rằng, chỉ với một nụ cười của Mẹ Maria thôi đã là nguồn an ủi và khích lệ vô biên cho chúng ta, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngài nói, nụ cười bình dị mà chúng ta nhìn thấy trên đức tượng của Đức Mẹ là nụ cười của tất cả quý vị trong những trường hợp khó khăn nhất trong cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng hồi tưởng lại một lần Ngài được diện kiến bức tượng này tại đền thờ Aparecida gần São Paulo trong chuyến tông du của Ngài đến Brazil vào năm 2013. Tổ chức từ thiện Công giáo Caritas đã kêu gọi việc tái thiết nhà thờ chính tòa tại Marawi, Philippines. Tin Philippines, tổ chức từ thiện Công giáo Caritas tại Philippines đã kêu gọi việc tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của giáo phận Marawi, nơi đã bị quân Hồi giáo phiến loạn phá hủy và cướp đi những tượng ảnh cũng như các vật dụng khác trong nhà thờ. Chúng còn lấy đi cả chân dung của Đức Thánh Cha Francisco và của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Thêm vào đó, tình hình viện trợ thực phẩm rất khó khăn và hạn chế tại đây, cũng như sự bất ổn chính trị và an ninh đã khiến cho dân chúng trong thành phố, đa số là người Công giáo, phải rời khỏi nơi họ đang sinh sống. Chính vì thế, Giáo hội Công giáo cần gấp một địa điểm thánh thiêng như nhà thờ chính tòa để níu kéo dân ở lại. Đức cố giám mục Nguyễn Văn Sang được ca ngợi khi Ngài đã làm một giáo phận nghèo nàn được hồi sinh. Tin Việt Nam,
giáo dân Công giáo tại giáo phận Thái Bình, Việt Nam đã bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc khi vị chủ chăn của giáo phận, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang được Chúa gọi về. Được biết, Ngài là vị chủ chăn đã rất chăm sóc cho đàn chiên của giáo hội trong những thời điểm khó khăn nhất, khi giáo dân trong giáo phận chịu sự bắt hại gay gắt của chính quyền Việt Nam. Đức cố giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang đã được Chúa gọi về vào ngày hôm mùng 5 tháng 10 vừa qua, sau gần 2 năm chống chọi với bệnh tật. Ngài hưởng thọ 86 tuổi. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cerelli khuyên khâm sứ không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã hết lời ca tụng sự tận tụy, chăm sóc và bảo vệ đàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó trong tay của Đức cha Nguyễn Văn Sang. Một lãnh tụ Công giáo Đông Phương cho biết, người Kitô hữu tại Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương lãng quên, tin Italia, trong khi những căng thẳng giữa các tôn giáo và cuộc khủng hoảng di dân tiếp tục diễn ra tại vùng Trung Đông. Các lãnh tụ tôn giáo hàng đầu trong địa phương cho biết, đa số người Kitô hữu ở đây cảm thấy cộng đồng thế giới đang lãng quên họ, vì hầu như họ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào, khả dĩ có thể làm cho tình hình tôn giáo ở đây sáng sủa hơn. Đức Thượng Phụ Công giáo của giáo phận Antioch tại Syria, Ignatius Joseph Đệ Tam Yunan, cho hay, chúng tôi cảm thấy bị bỏ quên và bị lừa đảo vì cộng đồng quốc tế chẳng có hành động cụ thể nào để bảo vệ quyền làm người của chúng tôi. Thanh Tùng và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng tôi hân hoan được tái ngộ với quý khán thính giả qua tiết mục máy ấm gia đình do Linh Mục Anthony Đào Quang Chính phụ trách. Chúng con xin kính chào cha. Dạ, chúng con xin kính chào cha. Xin kính chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và xin kính chào chị Mai Quỳnh cũng như anh Sinh Vi. Dạ, thưa cha, chúng ta đang ở trong chủ đề nói lời yêu thương. Và trong đó có phần khuyến khích, phần khen ngợi. Và ngày hôm nay chúng ta được học về cái gì thưa ạ? Hôm nay chúng ta trên gọi là ngôn ngữ tình yêu đó, thì người ta nói một điểm rất là quan trọng, đó là cách nói như thế nào. Nói với nhau một cách nhẹ nhàng hay là nói với nhau kiểu nào đây để cho gia đình được đầm ấm hơn. Thì như Việt Nam chúng ta cũng như Âu Mỹ cũng có câu giống nhau, gọi là cái cách cho đó thì thường thường quý hơn là cái quà cho. Bây giờ ngay cả chúng ta thấy cái em bé vậy thì nó biếu quà cho ông bà cha mẹ, nó đưa hai tay vào chứ con mời ông, con mời bà, mặc dù có thể là các em nó nói ngọng nghịu đi nữa mà mình thấy nó nghiêm trang như vậy mình cũng thích hơn là một đứa bé vậy chứ ông bà mình đâu có thích đâu. Thì cái cách cho hay là cái quà cho cũng thế, người lớn mà cho trẻ em và chúng ta bày tỏ một cách nó nhẹ nhàng dịu dàng thì nó quý lắm. Nếu mà các ông các bà để ý ở trên TV những chương trình ấy, thì có một ông bộ trưởng mà tôi thấy rằng là ông ấy có thể làm gương cho chúng ta, đó là ông bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ bây giờ đó. Trong thời gian mà ông đi thăm Afghanistan rồi là thăm lính Mỹ ở chỗ này chỗ kia thì rất là nhiều người họ bổn phận của họ là phải đứng chào ông bộ trưởng như vậy, vì đó là cái họ là lính. Thì ông này ông ấy cũng mấy ông bộ trưởng khác thì cũng chỉ gật đầu chào lại thôi, kiểu như bổn phận của anh phải chào tôi thì tôi chào lại. Nhưng mà riêng cái ông bộ trưởng quốc phòng thì ông ấy rất là dễ thương, là khi mà người ta chào ông như thế ông cũng tới ông cúi đầu ông chào và ông giơ tay ông bắt. Thế là cái cách để biểu lộ rằng là tôi tri ân anh vì anh đã làm việc cho quốc gia, anh làm việc cho an ninh của tôi như vậy. Lúc người ta bắt như vậy thì người kia đừng có tay chào, bỏ tay xuống, bắt tay và rõ ràng trông thấy gương mặt của cái người lính đó một cái niềm vui vẻ hớn hở được bộ trưởng quốc phòng bắt tay khi mà ở ngoài mặt trận.
Thì đấy là cái cách cho như vậy. Và ở trong cái quyển sách Ngôn ngữ tình yêu đó, thì người ta nhận định như thế này, và tôi thấy rằng là nó chính xác lắm. Ông tác giả mới viết: nếu mà mình nói với vợ hay là chồng của mình nói theo kiểu ra lệnh thì mình sẽ có một người nô lệ. Nếu nói một cách lịch sự xã giao thì chúng ta sẽ có người vợ hay người chồng là một người đồng sự chung, làm việc chung mà thôi. Nói một cách lạnh nhạt thì chúng ta sẽ gặp được một người vợ hay người chồng băng giá. Nói theo kiểu gia trưởng, kiểu ta đây đấy, thì chúng ta sẽ có liên hệ giữa ông chủ và đầy tớ. Còn nếu với người chồng, người vợ của mình mà nói với tình yêu đó, thì chúng ta sẽ có một người tình. Thì đương nhiên là vợ chồng với nhau thì phải nói tình yêu rồi, đó là cái nguyên tắc, ai chúng ta cũng biết như vậy chứ, mà ai mà muốn nói kiểu ta đây. Tuy nhiên cái thói quen Việt Nam mình là nhất là đối với lại đàn ông thì vẫn là các thói quen gia trưởng. Tôi nghĩ rằng là tôi là gia trưởng, tôi có quyền quát tháo. Còn vợ hay là con ấy thì phải theo. Nhất là với con cái bây giờ, nó nghe thấy bố hay là mẹ mà quát lên đó, và nó lẳng lặng nó bỏ đi mất. Một lần, hai lần, mười lần sau cùng là hỏi đó, nó cứ ngồi yên vậy thôi. Xong rồi bố hay là mẹ quát lên: ta nói mày có hiểu không? Cứ bơ bơ ra thôi. Có nghĩa là nó đâu có thèm để ý nghe mình. Thì sau cùng là mình chỉ quát lên vậy thôi, chứ đâu phải là có kết quả gì. Thì vậy thì bây giờ chúng ta cũng nên ngồi nghĩ lại xem là cái liên hệ của mình, cái cách mình nói ra sao. Dĩ nhiên là chúng ta hiểu thế này này, ai cũng muốn nói về tình yêu hết đó, chứ không ai muốn quát lên làm cái gì đâu. Quát lên là bất đắc dĩ, không cách nào được rồi. Mà chúng ta phải quát lên là bởi vì đã nói đi nói lại nhiều lần, hay là đã mất sự kiên nhẫn của mình. Tuy nhiên liên tục để chúng ta nhắc nhở cho nhau là cái việc chúng ta đang làm như vậy thì phải chăng là nó hợp với lại Thánh Kinh, nó hợp với lại đời sống nó có tốt hay không, hay là chỉ là thỏa cái giận của mình mà thôi. Riêng với lại các cha, các thầy, các sơ đó, thì có một cái rất là hay, đó là mỗi một ngày đó, theo lề luật buộc đó, là phải có nửa giờ đồng hồ để mà suy niệm. Suy niệm là gì? Suy niệm thì vừa là suy niệm về Chúa, về sự thương khó của Chúa. Suy niệm đây cũng có nghĩa là nửa giờ đồng hồ để mà mình xét mình, xem coi là tôi cả ngày hôm đó tôi đã làm những cái gì, tôi đã nói những cái lời gì có thể bất lòng anh em, mà anh em buồn lòng với tôi. Vợ chồng coi vậy mà lại không có được cái giờ đó như thế đâu, vì có thể là bận rộn quá, mệt mỏi quá, buổi tối đi làm rồi là ăn uống xong coi tivi một chút rồi đi ngủ thôi, chứ bây giờ xét mình thì không có. Tuy nhiên thì có thể là kinh nghiệm của tôi, và khi người ta đến người ta xin xưng tội hay là đến nói chuyện thì tôi nói rằng là tôi biết là anh chị bận lắm, không phải bận vừa đâu, nhưng mà một ngày là anh chị có thể dành cho chính mình 15 phút được hay không? Thì họ bảo chứ 15 phút được chứ đâu gì khó cha, và không. Bây giờ thì là nói với tôi 15 phút thì là dễ đấy, nhưng mà nếu mà ngày nào 15 phút sau chừng độ khoảng một tháng thì trở lại gặp tôi, rồi lại cho tôi biết là mỗi một người giữ được 15 phút hay không. Thì trong số mà chừng độ khoảng có 10 người tôi thử đó, chỉ có 3 người trở lại nói là thưa cha, con giữ được 15 phút mỗi một ngày. Nhưng mà có những khi trong đầu con không suy niệm, không cầu nguyện, không có suy ngẫm, không có xét mình cái gì cả. 15 phút này là con ngồi con bực lắm, con chỉ muốn tìm cái câu nào chửi cho đỡ tức thôi. Tức là trong đầu mình nó đã có cái khó chịu như vậy rồi. Thì nếu mà chúng ta để dành cho chừng 10-15 phút mình chính mình ngồi mình xét mình lại, là tôi nói cái câu đó với lại chồng tôi, với vợ tôi, với con tôi, cái cách nói như vậy nó hợp hay không. Còn những người khác thì trở lại mình cũng nói rằng là thưa cha, 15 phút thì không có đều được mỗi ngày, nhưng mà có khi con để được nửa tiếng, có khi con chỉ để được 10 phút, có khi chỉ được 4-5 phút thôi, đọc kinh rồi là suy nghĩ 4-5 phút thôi. Thì nhưng mà đến buổi tối đó mà con ngồi con xét mình lại thì nó rất là tốt. Con cũng thấy bình an, dễ ngủ hơn, con cũng thấy nó lắng lại, dễ ngủ hơn, và con làm hòa với lại người chồng, người vợ của con cũng dễ dàng hơn. Thì cũng có một số những cái hiệu quả tốt như vậy. Thì giờ đây thì cha muốn nhờ anh Thanh Tùng đọc một cái câu ở trong sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 để xem coi là sách Châm Ngôn dạy mình như thế nào. Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. Đấy, ở trong sách
châm ngôn cũng nói như vậy, tiếng Mỹ gọi là sách Proverbs, thì nói là câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ, dịu dàng làm cơn giận tiêu tan. Thì không có dễ đâu, là bởi vì khi mình giận lên rồi, người ta là giận bất khôn, ai cũng biết là giận bất khôn, con nít nó cũng hiểu câu này, nhưng mà đã giận lên rồi thì không nhớ câu này nữa. Mà ngay cả có nhớ câu này đi nữa thì mình cũng vẫn phải kiếm cái lời nào cho nó, anh nói với tôi những cái lời độc địa cay đắng như vậy thì tôi cũng phải nói lại những lời độc địa cay đắng để cho anh biết rằng là tôi đau khổ chừng nào. Khi mà anh làm những cái câu mà làm tôi đau đớn thì tôi sẽ nói lại những lời đau đớn đấy, đau khổ như thế đấy, đừng có làm cho người ta nữa. Chứ không phải là không biết, mình biết, nhưng mà mình thấy rằng là phải trả lời lại để cho họ hiểu mình hơn. Thì đấy là cái thực tế mà chúng ta phải đối diện như vậy, thì rõ ràng là không ai chối được đâu. Rồi một số người thì nói rằng là đàn ông thì có quyền nổi nóng hơn đàn bà, đàn ông có quyền chỉ thề, phụ nữ không có quyền chỉ thề. Thực ra ở bên Hoa Kỳ này đó, thì dù là đàn ông dù là đàn bà, người ta chủ trương là bình đẳng. Thế thì với sự bình đẳng này đó, không có thể nói là đàn ông có nhiều quyền hơn đàn bà được đâu. Chính cá nhân tôi đó, tôi thấy thỉnh thoảng mà các bà mà nổi nóng lên đó, chửi hơn đàn ông nữa, hay là chửi vừa đó. Nếu mà chúng ta coi mấy cái show trên TV đó, buổi chiều của các cái anh mà talk show trên TV đó, mà những về gia đình đó, thì thấy là xỉa xói nhau đó, thì xin lỗi phải nói thật thế này, các bà xỉa xói nhiều hơn là các ông. Hai ông cùng xuất hiện một trong một chương trình TV nói về gia đình thế gì thế kia, nhiều khi là ông chồng ông nói được chừng độ khoảng 3-4 câu, bao nhiêu là phần bà vợ bà chăn chát bài nói hết rồi. Chứ nó không có như là Việt Nam mình là bảo là phụ nữ phải thùy mị, phải công dung ngôn hạnh, không có đâu. Thế thì bây giờ các em bé này, nhà trường đã được nghe về chủ trương về độc lập này, rồi là nào là về mọi người phải bình đẳng này, thế thì nó phải bảo vệ quyền lợi của nó. Cho nên các ông mà nói một thì các bà nói lại đông xấu là chuyện thường thôi. Thế chúng ta buổi chiều 3-4 giờ mà coi mấy cái show thì thấy như vậy. Thì cái cách nói đó, cái cách điều hành thì là anh các chị nghĩ làm sao? Dạ thưa cha, khi mà nói êm dịu, yêu thương đó, thì con thấy cái chị kia, chị bực mình cái ông chồng của chị. Cứ đi làm về là đi luôn, là không có về nhà. Rồi về nhà chị thấy không có ai trong nhà. Thằng con của mình thì nó đi học nó cũng không về. Thế là chị gọi điện thoại, chị bực mình ông chồng, rồi chị gọi điện thoại cho nó, bắt đầu là chị la làng lên. Chị la to là đang ở đâu? Tại sao giờ này chưa về? Thì thằng kia nó nói tại sao mẹ lại la con? Tại sao mẹ lại raise a voice vậy? Con không có muốn về, tự vì mẹ cứ la như vậy không à? Thì thế là chị ta suy nghĩ lại, con mình đâu có làm cái gì đâu mà mình lại la nó. Mình tức cái ông chồng rồi mình lại chém ngay đứa con như vậy cha. Cho nên khi buổi tối chị về, chị nói nhiều khi chị ngồi chị nghĩ lại, nhưng rồi đến lần sau đó thì chị đang bực mình ông chồng, thì chị gọi thằng con, thì chị tính là nó rồi. Nhưng mà chị nhớ tới là ngày hôm trước nó nói như vậy, thì chị mới nói là thôi giờ con ơi, con đang ở đâu mẹ? Còn con ở nhà đang giúp mẹ. Được, con đi về ngay. Đó, thì tự nhiên cái đứa con của mình nó cảm thấy như là mẹ nó cần nó, mà nói những cái lời êm dịu. Mà chị nói cái đó rất là khó thực tập đó thưa cha. Khó lắm. Đúng, rất là khó. Thì gia đình càng bao nhiêu đó, càng sống nhiều á, thì càng thấy nhiều lỗi lầm. Rồi cứ mỗi lần nhìn mặt là thấy cái quá khứ của ông chồng đang. Đúng. Khó lắm, khó nói những cái lời dịu ngọt lắm đi cha. Đúng. Vâng, thì con nghĩ là cái con người thì khi mà càng sống lâu thì toàn là tìm thấy cái sự xấu nhiều hơn là sự tốt. Thì mà cái khó là khi mà giận dữ lên rồi, khi mà thấy cái xấu rồi đó, thì làm cách nào để mà kiềm hãm được, cái đó là cái khó lắm cha. Thì nhiều lúc con nóng tính, con biết là con nóng tính, nhiều lúc mặc dù con biết là con sẽ làm điều nóng tính, rồi xong rồi đó con lại quay qua con đọc kinh, nhưng mà con không có muốn phải làm để đọc kinh, con muốn là tốt. Nhưng mà thật sự nó khó lắm cho cái bản tính con người. Mà trong có cái phim kia nó bây giờ nó có cái ngành psychology nó gọi là
anger management, tức là nó huấn luyện cho những người mà có cái tính nóng phải chuyển qua cái lớp đó, để mà kiểu ngay cả mấy cái hãng nó cũng dạy mấy cái lớp đó. Đúng thì rồi. Con nghĩ là vợ chồng khi mà có những cái sự chuyện nó xảy ra thường xuyên, có nên đi tư vấn với những người psychologist như vậy không cha, để mà giúp đỡ nhau không cha? Người Hoa Kỳ thì họ rất là tin vào cái tư vấn đó. Và khi mà gặp những người gọi là counselor đó thì luôn luôn các counselor phải, khi mà thấy nó có khó khăn đó thì người ta nói là đừng bao giờ đưa ý kiến. Khi mà tôi đi dự những cái lớp để mà học về gia đình như vậy đó, họ nói là các cái clergy, tức là các linh mục tu sĩ, đừng bao giờ đưa ý kiến khi bắt đầu thấy có nhiều cái trở ngại lớn ở trong gia đình, mà phải luôn luôn gọi là hướng dẫn họ đi gặp người counselor này, người counselor kia, counseling này, counseling kia. Và họ cho mình một số những danh sách để mình gọi là yêu cầu tới chỗ này, yêu cầu tới chỗ kia. Tại sao vậy? Lỡ chẳng may gia đình họ có ly dị, lỡ chẳng may gia đình họ có đánh nhau, lỡ chẳng may gia đình họ có gọi là abuse nhau đó, nói những lời này lời kia mà nó kiện nhau ra tòa đó, thì nó mình sẽ bị vạ lây. Còn nếu mà mình đã chuyển sang cái người counselor đúng ngành thì là mình không có bị như vậy nữa. Việt Nam mình không tin vào counselor. Đúng rồi cha. Đi người theo Kỳ, đi tới các cha thôi, cứ hỏi các cha. Người Hoa Kỳ thì là họ rất là tin vào counselor, họ hiểu như vậy. Còn người Việt Nam mình không tin là một. Thứ nhì, người Hoa Kỳ họ cũng tin là các cha sẽ giúp cho họ được nhiều điểm. Họ tới với các cha như thế. Nhưng mà các cha thì cũng nên biết là cái khả năng của mình là vấn đề về tôn giáo, chứ không phải là mình là những certified counselor. Thì mình cũng sẽ là để cho họ cùng cầu nguyện, để họ thấy nó đỡ buồn, nó nguôi ngoai đi. Chứ không phải là để mà tìm ra cho họ một cái giải pháp. Giải pháp của các linh mục là nói về tôn giáo. Bây giờ các ông các bà cùng cầu nguyện với tôi. Thì khi mà cùng nguyện với họ đó, họ cảm thấy nó dịu dàng, dịu ngọt hẳn đi. Chứ bây giờ chưa chắc họ đã muốn tìm cái giải pháp. Họ biết là các cha không có rành với những cái giải pháp như vậy. Như chúng ta cũng đã bàn, có lần bàn về vấn đề giải pháp đó. Thế thì cái anger management là cái rất là phổ thông. Và một số counselor họ cũng dễ tức cười lắm. Thí dụ như thể là họ nói rằng là ông chồng về nhà mà đi làm ở trên sở có gì khó chịu đó, mà biết là về nhà nói chuyện với vợ không có được. Thế nên là họ khuyên tức cười như vậy. Họ nói rằng là đi về mua một cái đồ mà để tập tạ đó, tập võ đó, tập võ đó. Nó có cái tròn tròn như thế này. Thân cho đóng vô phải không? Về để chiều. Bịch cát cha. Bịch cát thì dùng cái đau tay quá. Thì nó có bán mấy chục bạc cái loại đồ bằng mousse. Dạ, bằng mousse. Mousse thì nó mềm, nó nhẹ hơn. Thì cứ về nhà mà đấm một hồi mồ hôi, một kê nó nhễ nhại lên như vậy. Thì cũng thấy người ta đấm không khí đã mà hồi đã quá. Hay là người ta khuyên là đi vào trong cái danh sách tập thể thao. Thì cũng bơi một hồi thì cũng thấy nó nhẹ nhàng dịu dàng lắm. Hay là có những người ta bảo chứ thôi thì như vậy đi hát karaoke. Nghĩa là có một cái giải pháp nào đó. Nhưng mà họ là những người counselor mà được huấn luyện đàng hoàng. Còn đa số các cha đó thì không phải là những certified counselor. Thì cũng có nhiều lần tôi nói rằng là đó không phải là nghề của các cha như thế. Thì nhưng mà các cha lại có thể có một cái mà không counselor nào có thể có được, đó là hãy nói rằng là tôi bây giờ cùng cầu nguyện với tôi. Tôi biết chị buồn, tôi biết anh buồn lắm. Thì bây giờ nếu mà những một số nhà thờ mà có mình Thánh Chúa, sau khi tới nói chuyện với họ, nghe họ xong một hồi rồi dẫn họ tới nhà thờ, rồi là ngồi trước mình Thánh Chúa đọc kinh một chút thôi, rồi ngồi với họ chừng 5-10 phút, rồi nói rằng là thôi chị ơi ngồi đây đừng nói gì cả, hãy nghe Chúa nói. Chừng nửa tiếng sau họ trở lại, mình thấy rõ ràng một sự thanh thản. Một sự thanh thản, họ nói rằng là Chúa hiểu họ và họ đã cầu nguyện như vậy. Thì đấy là những cái để mà cũng là hình thức họ trở về và họ trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn với lại người chồng của họ. Ở đây chúng ta cũng biết về vấn đề xã hội nữa. Thì một câu chuyện mà nhiều người biết và bà cũng nổi tiếng là vì giúp cho chồng bà, đó là bà Laura Bush. Chúng ta biết ông Bush con đó, ông ấy là tổng thống của Hoa Kỳ. Và khi còn trẻ đó, ông ấy cũng không phải là người hiền như người ta tưởng đâu. Ông ấy cũng đã thành thật hơn, phải nhận như thế này. Ông ấy thành thật hơn là ông Clinton. Ông Clinton thì là hơi lươn lẹo và đâu là thành thật hơn. Nhưng mà ông cũng kể là hồi nhỏ ông cũng đã từng phi cần sa, hút cần sa, rồi cũng từng uống rượu nhiều lắm.
Bây giờ là gia đình của ông cũng có cái truyền thống ham uống rượu đấy. Hai đứa con gái của ông là nó mê rượu lắm. Nó chưa có đủ tuổi uống rượu thì nó phải nhờ người khác đi mua rượu cho nó. Thì ông cũng nhiều cái tật xấu như vậy lắm. Thì ông ấy lấy bà Laura Bush, bà ấy là một cô giáo. Nhưng mà bà ấy, người ta quý bà ấy không phải là vì cô giáo, vì cô giáo bên Mỹ này cả hàng mấy trăm ngàn cô giáo. Nhưng bà có cái tài của bà ấy đó, là bà ấy rất là kiên nhẫn nghe ông ấy nói về những cái tại sao bà ông ấy phải hút cần sa, tại sao bà ông ấy nổi nóng với người này người kia, tại sao mà đôi khi ông ấy bực mình, ông ấy là dân Texas nhiều khi mau nổi nóng hơn bình thường nữa. Thì bà ấy lắng nghe như vậy và bà ấy khuyên nhủ ông từ từ, khuyên nhủ ông từ từ. Sau cùng đó thì ông ấy nói rằng là người mà sinh ra tôi là mẹ tôi và người hiểu tôi là vợ tôi. Rồi là ông ấy sửa lại đời sống của ông ấy tốt. Và tương đối ông ấy là một trong các tổng thống mà có đời sống tốt, rồi cũng làm gương cho nhiều người. Thì đi đâu bây giờ đó, ông cũng nhắc tới bà Laura Bush. Nó tuy là bài vai trò rất là mờ nhạt, rất ít khi chúng ta thấy bà xuất hiện nơi công chúng, rất ít khi chúng ta thấy bà ấy tuyên bố này tuyên bố kia. Nhưng mà người ta nói rằng là cái người đó mà làm cái gối đệm cho ông tổng thống để mà ông tổng thống ông mới thấy thành công ở ngoài xã hội, có thể ông cũng thất bại nhiều, một thành công ngoài xã hội cũng cảm thấy như vậy, vì chính nhờ bà Laura Bush là nhờ vợ. Thì đấy là chúng ta biết những câu chuyện như thế. Và ở trong cái chủ đề này thì đây là có một số những cái ghi nhớ thì chúng ta cùng lưu ý về cái cách nói này. Cách nói thứ nhất là hãy chịu khó, đừng có lặp đi lặp lại những cái lỗi lầm của người chồng của mình. Dĩ nhiên có một số những cái lỗi lầm người chồng có lặp đi lặp lại hoài thì mình phải giải quyết kiểu khác. Còn nếu mà họ không có lặp đi lặp lại đó thì mình đừng có lặp đi lặp lại cái lỗi lầm của họ. Nên giả thể là một người mà người ta trong quá khứ đã có những cái lúc mà vô tình người ta uống rượu một ngày say sưa quá, nhưng mà sau đó người ta không uống rượu gì nữa thì thôi mà, chứ đấy ông đã từng uống rượu thì từng thế này từng thế kia, thì người ta làm có một lần thôi mình lặp lại tới 10 lần nó không có tốt đẹp cái đó. Thì đây là một số những cái ghi nhớ. Thứ nhất, nếu mà chúng ta là người công giáo đó, và thay vì phải nhắc đi nhắc lại với hy vọng là người bạn đời của mình sẽ sửa và tốt đẹp hơn đó, thì hãy cầu xin Chúa giúp cho người bạn đời đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đi theo cùng đó, trong khi chờ đợi để mà sửa người bạn đời thì mình phải cho bình an chính mình. Tức là có cái rất là tốt, đó là những nhà thờ mà có bình thánh Chúa và người ta mở cửa từ sáng cho tới tối đó, thì chúng ta vào trong nhà thờ đọc một đoạn kinh rồi là ngồi yên thôi. Ngay cả ở trong nhà thờ của tôi thì nó có cái gọi là cái chapel đó, nhỏ nhỏ như vậy. Và thường thì tôi cũng ghé qua đó một chút, mình cũng có khi cầu nguyện, cũng có khi ngồi ở đó thôi. Thì tôi để ý thấy thế này này, 10 người vô trong đó cầu nguyện là ít nhất là cũng có 2-3 người ngủ ở trong đó. Người ta là ngủ xong rồi họ cầu nguyện xong họ ngủ. Thì có một số người nói vô nhà thờ nhà nguyện nên mà ngủ thì đâu ít biết ơn gì nữa đâu. Tôi bảo không, họ đã không ngủ được ở nhà, nên đấy họ ngủ được là cái sự bình an. Họ biết được là khi họ ngủ vẫn có Chúa nhìn họ. Cũng như ông bà là cha mẹ đó, thấy con mình nó mất ngủ, bây giờ bỗng nhiên con mình nó ngủ được thì tốt quá rồi còn gì nữa. Thì đó cũng là cái thấy bình an, tức là mới ngủ được, không bình an sau ngủ thì đến nhà thờ như thế. Thì nếu mà chúng ta đã tránh những cái lời như vậy rồi mà chẳng may người vợ của mình, người chồng của mình cứ nói đi nói lại mãi thì làm sao? Thì mình cũng phải nhắc cho người chồng, người vợ của mình nói rằng là em à, cái chuyện này anh phạm lỗi có một lần, hai lần thôi, thì em nhắc lần này lần thứ 20 rồi em ạ. Thì người vợ sẽ biết rằng là thôi mình cũng quá lời. Đôi khi có những người quá khích nói rằng là nói cả 20 lần rồi mà anh có nhớ đâu. Họ sẽ nói như thế. Những người quá khích như vậy không cần phải cãi lúc bây giờ, chỉ hỏi lại thế này: nếu bây giờ mà anh nhắc lại một cái lỗi nào của em đó, em nấu cơm khê một vài lần thôi, 100 lần em nấu cơm ngon, 2 lần nấu cơm khê, và anh chắc đi nhắc lại cho em mấy chục lần như vậy em thích không, để cho người ta cũng nghĩ lại nữa. Thì ghi nhớ thứ hai đó, hai vợ chồng là những người cùng bình đẳng và được Chúa gửi đến cho nhau, chứ không phải là chủ với lại tớ. Có nghĩa rằng là cái cách nói đó, mình nói với hai người mà ngang hàng với nhau thì mình sẽ nói nó nhẹ nhàng dịu dàng hơn là ông chủ nói với tớ, hay là tớ nói với lại chủ, hay là những đứa ngoài đường nói với nhau. Có nhiều người thích tỏ vẻ ta đây oai dũng lắm, như thế chẳng hạn. Có một ông chồng, ông ấy về Việt Nam lấy vợ,
rồi là ông ấy bảo là anh bà ấy sang. Thì luôn luôn trong đầu ông ấy nghĩ rằng là tôi là người cưu mang gia đình của bà, nhờ tôi mà chị mới được sang tới Mỹ này. Còn nếu mà không có nhờ tôi đó thì bây giờ gia đình của chị đã đói rạt rài bên Việt Nam đấy, hay là cái kiểu mình nói đói rạt rài như vậy đấy. Và luôn luôn nghĩ rằng là tôi là người cứu thế, cứu chuộc cho gia đình của chị. Thì cái kết quả sau cùng là gì? Sau thời gian được 5 năm, chị để một cái giấy lại, chị nói rằng là anh đã cưu mang tôi và gia đình tôi 5 năm như anh kể. 5 năm vừa rồi tôi làm ô xin cho anh đủ rồi, bây giờ đây là tờ giấy ly dị tôi đã ký. Anh có muốn ký thì ký mình vấn đề nữa, nhưng mà tôi đã ký và xong đây rồi. Thì sau 90 ngày, sau 60 ngày, 90 ngày tùy từng tiểu bang, nó tự nhiên thành có hiệu lực. Mất vợ, mà thực ra ông ta không muốn mất vợ. Thì đấy là những cái mà mình nói chuyện với nhau ngang hàng chứ không phải là chủ tớ. Rồi ghi nhớ thứ ba đó là trong Hoa Kỳ nó có câu này cũng hay lắm, ở Việt Nam mình chắc cũng nên nhớ. Hoa Kỳ họ nói rằng là love request not demands. Có nghĩa là gì? Tình yêu thì xin chứ không có ra lệnh. Tình yêu thì xin chứ không có ra lệnh. Thế thì nếu mà hai vợ chồng mà có tình yêu đó thì mình có thể mình nói như Đức Châu Hoàng này cũng nói đó, xin anh làm cho em chuyện này được không, xin em làm cho anh chuyện này được không, xin hãy cùng làm, chứ không phải là làm đi, tôi muốn cô làm đi, tôi muốn anh làm đi. Tình yêu không có ra lệnh mà là xin. Thì đấy là những cái để mà chúng ta cũng cùng nhắc nhở cho nhau, và ngay cả không phải chỉ là vợ chồng, ngay cả mình với con cái cũng vậy. Con làm giúp cho má được không thì đứa bé sẽ làm, và nói rằng là mày làm đi cho tao xem, thì nó vừa làm nó vừa giận dữ. Thì tại sao chúng ta không có cái cách nói nhẹ nhàng dịu dàng mà lại nói những cái lời đôi khi nó hơi nặng nề, rồi sau cùng chính mình lại phải buồn phiền với nhau? Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng con sẽ cố gắng dùng những lời nói êm dịu ngọt ngào đối với người tình của mình và đối với gia đình con cái của mình. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Mái Ấm Gia Đình tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuogiup@gmail.com. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ. Lạy Chúa, trong sách Châm Ngôn, Chúa đã dạy chúng con lời nói dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan. Xin cho chúng con mỗi khi có những sự giận dữ thì cố gắng kiểm soát những lời nói của mình. Và chúng con biết rằng rất khó để chúng con có thể dịu dàng khi đang có cơn giận, nên chúng con xin Chúa ở cùng chúng con để thay vì chiều theo cơn giận, chiều theo những lời nói và sau cùng chúng con ân hận, thì xin cho chúng con nhẹ nhàng dịu dàng nói với nhau. Và trên hết, xin cho chúng con thấy Chúa ở trong nhau. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bằng an. Tạ ơn Chúa. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tv@tvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa và trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.